Hello, xin chào mọi người. Xin chào các anh, các chị. Hôm nay là chuyên mục dành riêng cho các chị nhé. Ai vào xem được livestream có Lý rồi, mọi người cho Lý biết với nhé. Ai đang xem được rồi, mọi người comment cho em Lý biết với. Hôm nay các anh chị, bữa giờ là mình đã làm sạch gan, làm sạch cơ thể đúng không ạ? Thì hôm nay mình sẽ làm sạch da mặt các anh chị nhé. Đó, để anh chị đợi em Lý xíu, để em Lý phát xem chung đã. Ok, không biết là giờ này mọi người đang làm gì vậy ta? Hello chị Linh Phương Vũ. Chờ, chị đang làm gì á chị? Ôi chị Linh Phương Vũ, em rất là thích xem Facebook của chị nhá. Chị rất là năng động, tập thể dục, đạp xe đạp suốt ngày luôn đúng không? Mới xem em. Ồ vậy hả chị? Chắc bữa nay chị bận quá hay sao? Đây, để em để ra đây chị. Hello, rồi anh chị nào vào xem được rồi mọi người comment xuống cho Lý biết với các anh chị nhé. Thực ra các chị, hôm nay là Lý sẽ chia sẻ một chút lại về cái quy trình làm sạch da của mình. Thực sự thì Lý đã chia sẻ rất là nhiều rồi, đây là những cái điều mà Lý vẫn làm mỗi ngày luôn đó các anh chị. Và lâu lâu thì mình vẫn có live stream để chia sẻ, nhưng có thể là nhiều anh chị cái video nó nhiều quá, nó trôi đi đúng không ạ, các anh chị chưa có xem được. Thì hôm nay Lý sẽ hướng dẫn lại cho mọi người cái cách mà mình làm sạch da các anh chị nhé. Đúng không ạ? Để mà có một làn da đẹp đúng không các anh chị, thì mọi người hay tập trung vào dưỡng đúng không ạ? Lý thấy mọi người tập trung rất là nhiều vào cái bước mà dưỡng da. Thì như Lý chia sẻ đấy các anh chị, cho dù là các anh chị dưỡng da có tốt như thế nào được, nghĩa là cái sản phẩm dưỡng da tốt như thế nào, thì nhưng nếu như mà da của mình nó không được sạch các anh chị thì nó sẽ không có đạt được hiệu quả cao đâu. Giống y chang sức khỏe của mình luôn các anh chị ha. Đầu tiên luôn luôn phải là thải độc, luôn luôn phải là làm sạch, rồi sau đó là mới đưa cái dinh dưỡng vào, đưa cái dưỡng chất hay là đưa những cái cần thiết cho da, cho cơ thể của mình vào nhé. À, chị đang bận xây nhà hả chị? Vâng ạ, vậy thì rảnh rảnh thì cứ mở livestream của em ra xem nhá. Thôi bây giờ Lý sẽ bắt đầu cái quy trình làm sạch da của mình luôn các anh chị ha. Ai mà vào xem được rồi á, các anh chị comment xuống cho Lý biết về nhá. Cái đầu tiên đó các chị, là cái bước đầu tiên trong cái quy trình chăm sóc da của Lý luôn luôn là tẩy trang hết á các anh chị. Mà đầu tiên mình sẽ làm ướt da mặt một chút ha. Thì nếu như mà cái bước này á, Lý làm ở trong phòng tắm thì mình có thể là mình làm ướt da mặt bằng nước cũng được, nhưng mà làm ở đây thì Lý sẽ có cái chai xịt khoáng này làm cho nó tiện các anh chị nhé. Rồi đó, đầu tiên á, là Lý sẽ làm về cái bước tẩy trang này. Mọi người lưu ý nhé, cần có nên có cái bước tẩy trang, nó giống như kiểu là mình dùng chổi mình quét nhà đấy các anh chị đúng không ạ? Ví dụ, nghĩa là nó không phải là mình chỉ có quét nhà không là sạch được, mình ví dụ mình còn cần phải lau nhà nữa đúng không ạ? Nhưng mình sẽ không thể thiếu được cái bước đầu tiên, là cái bước mà mình sẽ quét nhà để cho những cái bụi bẩn ở phía trên nó sẽ, hay là trong những cái ngóc ngách đâu các anh chị ha, nó sẽ được đẩy ra bên ngoài các anh chị nhé. Rồi đầu tiên ạ, phải làm ướt tay một chút xíu. Hello chị Hoa nhá, chị Hoa đã làm đẹp chưa chị Hoa? Đã chăm sóc da mặt chưa? Mấy bữa nay các anh chị em Lý toàn dậy sớm không ạ? Nghĩa là sáng thì 4:30 dậy rồi để đi tập thể dục, rồi là làm nhiều cái, nên là buổi tối buồn ngủ sớm quá trời. Các anh chị thế nào? Các chị muốn dậy sớm thì đầu tiên mọi người phải ngủ sớm đã nhá. Mọi người ngủ sớm đi, ngủ sớm đi cho nó da nó đẹp, cho người nó khỏe các chị ha. Đó, cái sữa tẩy trang thì Lý sẽ lấy một cái phần nhỏ như thế này thôi. Đó, và mình massage ra cái tay của mình như thế này nhá. Đó. Cái sữa tẩy trang này dùng rất là thích, nghĩa là nó sẽ làm sạch sơ qua trên cái bề mặt da của mình ở phía trên, là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, các chị là sao nhỉ? Ý là cái dạng sữa này nó sẽ là cung cấp cái độ ẩm cho da của mình á các chị. Nghĩa là nếu mà da của mình nó bị thiếu độ ẩm đúng không ạ, là da của mình nó sẽ bị khô. Nếu như mà các chị thuộc da của mình nó có những cái tuyến dầu nhờn á, thì khi da càng khô, nhờn đổ càng nhiều các chị nhá. Còn nếu mà những người mà da, ý là da mà bị thiếu độ ẩm á nha, da càng thiếu độ ẩm thì nhờn sẽ bị đổ càng nhiều. Đối với những người mà da có những cái tuyến bã nhờn nó phát triển mạnh, gọi là da dầu hoặc là da hỗn hợp thiên dầu á nha,
Còn đối với những người mà da khô á, da không có những cái tuyến dầu phát triển mạnh, thì khi mà các chị bị thiếu độ ẩm thì da nó sẽ bị khô, nó sẽ bị chóc chóc ra đúng không ạ? Và nó cực kỳ là dễ bị hình thành nên nếp nhăn. Nên là các chị nhớ là hãy chăm sóc luôn luôn, hãy làm giữ cái độ ẩm cho da của mình các chị ha. Nên là cái bước tẩy trang của Lý thì Lý cũng ưu tiên là nó có cung cấp cái độ ẩm nhá. Các chị có cái này thì mình dùng càng tốt, còn không thì các chị hãy dùng cái tẩy trang của mình, nhưng nhớ là không được bỏ qua bước này nha. Hello chị Thúy nhá, em chào chị yêu. Dạ chị Thúy, hôm nay ngày đầu tiên làm thải độc cà phê đúng không? Chị Thúy có thể chia sẻ với em một chút cái cảm nhận ngày hôm, chia sẻ lại với em Lý một chút để cho những anh chị ở đây có thể là nghe cái lần đầu tiên mà làm thải độc cà phê thì cảm thấy như thế nào không chị? Rồi bây giờ Lý sẽ rửa sơ qua như vậy, xong rồi là mình sẽ có cái miếng mút này mình sẽ rửa sạch lại các chị yêu nhá. Đó, kéo lên đây. Dưỡng da xong chắc rồi là đọc sách xong rồi làm mấy cái linh tinh rồi đi ngủ theo cái kiểu ngủ dậy sớm là rất là, nghĩa là các chị muốn đi ngủ sớm á thì mình dậy sớm, nhưng muốn dậy sớm thì cần phải đi ngủ sớm, nghĩa là nó sẽ bổ trợ cho nhau các chị nhá. Mình hãy sống đúng đồng giờ sinh học, đúng gọi là đúng cái đồng hồ sinh học đi các anh chị, đúng không ạ? Trời tối thì đi ngủ, đến giờ đi ngủ thì mình cần phải đi ngủ, đúng không? Buổi sáng thì mình sẽ là thức dậy các anh chị ha, chứ không phải là ngủ cho trương mắt đến tận sáng giống như Lý ngày xưa cũng vậy đâu các anh chị. Mình nói về chứ mình ngày xưa cũng vậy, nhưng mình phải thay đổi các anh chị ha. Mình biết là mình cái đó, những cái đó nó không tốt và mình cần phải thay đổi từ từ các anh chị ạ. Và bây giờ thì Lý là vui là Lý đã thay đổi được cái đồng hồ sinh học rồi. Mọi người nhớ là trước 11 giờ thì mọi người, và 11 giờ á và mọi người đã phải say giấc đồng rồi nhá. Bởi vì 11 giờ cho đến 1 giờ các anh chị là gan của mình nó đào thải độc tố đấy. Rồi khi đó mình đi ngủ thì cơ thể của mình nó sẽ dồn hết năng lượng để cho gan đào thải độc tố tốt hơn đúng không ạ? Còn giờ đó mà chưa ngủ nữa, ngồi coi điện thoại này các anh chị, ngồi làm cái này cái kia thì cái cơ thể của mình nó sẽ phải cái năng lượng các anh chị nó sẽ được phân tán ra để cho cái mắt của mình, để cho cái não của mình nó tập trung vào những cái việc khác, thì gan của mình nó sẽ không làm thải độc tốt được. Độc tố giữ lại trong người thì mọi người biết rồi đúng không ạ? Cái bài độc tố là Lý đã chia sẻ quá nhiều rồi. Ok, rồi cái bước đầu tiên á là Lý đã tẩy trang xong rồi nhá. Xong bây giờ bước thứ hai là Lý sẽ dùng máy rửa mặt. Nghĩa là cái bước rửa mặt ấy, ai có cái máy thì dùng nhá, còn không thì mọi người dùng cái, mọi người chọn mua cái sữa rửa mặt phù hợp với cái làn da của mình là được các chị yêu nhá. Đó. Ôi nhiều chị đang xem cái này, trời ơi sướng quá. Ai đang xem comment cho Lý biết với. À chị Hoa dưỡng da xong rồi hả? Ồ rồi còn những chị yêu khác thì sao, các chị đã dưỡng da chưa? Các chị chăm sóc da đi các chị ạ. Trời ơi. Đúng không ạ? Chăm sóc thì không chịu chăm sóc thôi kệ, xong đến lúc là da nó bị xấu đi thì lại làm đủ kiểu hết, thì lần nào là đi nâng cơ này đúng không, đi căng chỉ này, mà chăm sóc thì không chịu chăm sóc. Cho dù các chị có căng chỉ đâu, các chị có làm cái gì cũng vậy, ok thì các chị cứ làm, nhưng nếu mà các chị không chăm sóc thì nó cũng quay trở lại như cũ thôi các chị ạ. Rồi bây giờ mình sẽ rửa mặt để cho nó được sạch sâu hơn các chị nhá. Bấm một cái nút này là được rồi. Nếu như mà thực sự chị nào có được cái máy rửa mặt này để mà nó vừa rửa mặt nó vừa nâng cơ cho mình thì thật quá tốt luôn. À, đúng không ạ? Bởi vì cái này nó sẽ là vừa rửa mặt này, rồi nó làm gì ta? Nó sẽ là nâng cơ, rồi nó làm cho cái mật độ da của mình nó được săn chắc hơn. Nếu như mà ai có những cái nếp nhăn lăm tăm thì nó sẽ mờ đi cho mình này. Rồi những cái dầu thừa dưới lỗ chân lông nó sẽ được đào thải ra bên ngoài một cách tốt hơn các chị nhé. Còn nếu như mà ai mà chưa có cái máy rửa mặt này thì Lý khuyên là các chị nên đặt mục tiêu đúng không? Nên đầu tư cái này vì Lý thấy nó thật sự là một trong những cái mà rất là đáng luôn á, để cho mà mình đầu tư, được chưa? Và nhớ là còn nếu mà chưa có luôn á, đúng, chưa có ý định đầu tư thì mọi người cũng nhớ là hãy chọn cho mình một cái loại sữa rửa mặt phù hợp với làn da của mình nhá. Lý kỵ nhất là những cái loại sữa rửa mặt nào mà họ quảng cáo là dùng được cho tất cả các loại da đó thì Lý không bao giờ dùng loại đó đâu. Máy rửa mặt này hả chị? Máy này á, giá bán lẻ của nó là 6.150.000 á chị Oanh ạ. Nhưng hiện là em có, cái nghĩa là em đang đặt cho các chị mua cái máy này với giá nhà phân phối luôn á, nó là 4.500.000 thôi chị nhau nhé. Đó 4.500.000 là có được tặng sữa rửa mặt luôn á. Còn nếu như mà các chị có hỏi ai, các chị có thể lên trang web nuskin.com, các chị mua trên đó cũng được nhá. Nếu như mà các chị mua trên trang web ạ, là các chị chỉ lên duy nhất một cái trang web là nuskin.com, là các chị sẽ được mua hàng chính hãng và máy có vấn đề gì công ty sẽ chịu trách nhiệm cho các chị. Còn nếu như mà các chị mà còn nếu mà các chị mua trên trang web mà mua những cái trang web khác không phải là nuskin.com đâu, mua trên Tiki, Lazada, nuskin.net rồi tùm lum hết á, thì không phải có công ty đâu, có thể là các chị vẫn mua được nhưng
Công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu như mà mày có vấn đề gì. Đúng không ạ? Là trên trang web là giá đúng của nó là 6150 thì mua trên đó cũng được. Còn nếu mà các chị thích á, thì cứ liên hệ với Lý, thì Lý có hỗ trợ cho mọi người mua giá nhà phân phối luôn. Nói chung Lý thấy thì giá nó cũng cao á, nên là mình thôi mình giúp mọi người là chính thôi, đúng không ạ? Chỗ anh để lại số điện thoại đi em tư vấn kỹ cho. Chị đang để dành tiền mua máy hả chị? Dạ. Tẩy trang này à, hello chị Khang Hân nhé. À, tẩy trang rửa mặt tẩy tế bào chết, đắp rửa mặt serum kem dưỡng, trời ơi sao mà đầy đủ thế. Xong rồi cái này 2 phút nó sẽ tự tắt các chị yêu ạ. Máy này chắc em Lý phải dùng được 2 năm rồi ạ, 2 năm mà xem 2 năm rồi. Đó, cái phía sau này thì ý là nó cũng hơi bị xỉn màu một tí xíu, nhưng thực sự là máy nó còn rất là chắc chắn, bởi vì chắc chắn là mình phải dùng 2 năm thì nó sẽ khác so với cái lúc đầu tiên mà mình dùng các anh chị ha. Nhưng yên tâm máy này khá là bền đấy, rất là bền. Máy này được bảo hành 2 năm một đổi một nếu như mà máy có vấn đề, nên là mọi người mua cái này thì Lý thấy là cái quyền lợi nó rất là cao đấy nhá. Các chị có thể nghiên cứu mua đi. Nếu các chị thích mua giá nhà phân phối thì cứ liên hệ với Lý ha. Số điện thoại của Lý là 0967937564, còn không á nhá, Lý đã chỉ cho các chị trang web chính hãng mua đấy. Vì các chị kêu là máy ý là bây giờ lên trên mạng á, máy nó nhiều giá quá đúng không ạ? Bây giờ cái gì chẳng vậy, bây giờ cái điện thoại iPhone đi, iPhone 8 đi chẳng hạn đúng không ạ? Các chị sẽ vô trong cái trang web của Mỹ là một giá khác này, các anh chị trang web Việt Nam một giá khác này, Tiki, Lazada, rồi là trên Facebook mỗi người bán một giá đúng không các anh chị ha. Thì ở đây các anh chị cứ nói chung là liên quan đến máy móc thì tốt nhất là cứ mua đúng hàng chính hãng đi. Thông thường hàng chính hãng giá của nó sẽ là cao nhất so với những cái loại khác, bởi vì những loại khác nó sẽ là nhái theo đúng không ạ. Nhưng dùng thì đại khái là tiền nào của đấy các anh chị ha. Mình không phải mua máy mà mình có cả những cái dịch vụ phía sau nữa mà người ta đảm bảo cho mình, đúng chưa? À quên mất chưa, hôm vừa nãy Lý có để cái tiêu đề các chị, đó là bao lâu mình sẽ già đi một lần đúng không ạ? Đó, khi mà Lý lâu lâu Lý cũng có hỏi khách hỏi nói chuyện với mấy chị em đấy đó, hỏi là theo chị thì bao lâu già đi một lần, thì mấy chị cái nói là ở một năm này, rồi là một tháng này các chị. Nhưng thực ra đấy các chị, là đối với da của mình nhá, nghĩa là da của tất cả mọi người luôn đó các chị, đó là mình sẽ bị lão hóa đi từng giây từng phút luôn đúng không ạ? Khi mà mình ngồi đây mình nói chuyện từng giây từng phút trôi qua là cái tế bào của mình nó đã bị, nghĩa là nó sẽ bị ở bên trong á các chị nhá, nó luôn luôn bị những cái gốc tự do, rất là nhiều gốc tự do các anh chị. Vì mình hít thở bằng gọi là bị oxy hóa các anh chị, bởi vì mình hít thở bằng bằng khí oxy đúng không các anh chị ha. Mình có khí oxy thì mình mới thở được, nhưng khí oxy đó 2% khí oxy nó sẽ gây nghĩa là nó sẽ làm oxy hóa những cái tế bào bên trong của mình, nghĩa là cái tế bào của mình nó luôn luôn bị già đi theo từng giây từng phút, vì nó luôn luôn phải chống chọi lại với lại những cái gốc tự do này, với lại cái oxy hóa. Nên nếu như mà các chị nghĩ rằng là một năm mình mới bị lão hóa đi một lần đúng không ạ, rồi mình mới chăm sóc hay là như thế nào đó, thì thật sự như thế rất là trễ đấy các anh chị. Mình cần phải chống lão hóa cho da của mình mỗi ngày, và bắt đầu là theo Lý thấy á, cái độ tuổi mà chống lão hóa hợp nhất á, đúng không ạ? Nghĩa là in vấn đề bắt đầu chăm sóc da là khoảng từ 20 tuổi trở đi, loại 20 tuổi trở đi, và đến 25 tuổi là mọi người đã cần phải dùng những cái sản phẩm mà nó có liên quan đúng không? Nó có những cái thành phần chứa về những cái chống lão hóa cho da rồi, và đặc biệt là cái vùng da mắt của mình là mọi người Lý nghĩ là phải dùng từ sớm hơn, phải khoảng từ 20-22 tuổi là đã có thể là dùng được những cái kem chống nhăn cho mắt rồi đúng không? Nó sẽ phù hợp với cái da của mình, là mọi người nên dùng sớm đi nhá, đặc biệt là kem chống nhăn cho mắt ạ. Được chưa? Rồi, cái bước thứ hai xong rồi các chị nhá, khi mà tẩy trang sạch sẽ xong này, rửa xong da sạch rất là mịn luôn đó mọi người. Đó. Ai mà có máy á, hoặc là mọi người nếu mà rửa bằng tay thì mọi người cố gắng rửa kỹ kỹ một chút nhé. Đó thì nó sẽ rửa xong, nói chung là giống kiểu người mình tắm rửa xong á, nó rất là sạch sẽ, rất là thoải mái ha. Da của mình cũng vậy luôn. Trong hôm nay á, thì Lý sẽ làm thêm một cái bước này nữa, đó là Lý sẽ tẩy tế bào chết. Một tuần thì Lý sẽ tẩy cái bước tế bào chết này 2 lần. Và da ai da khô thì Lý nghĩ lên tẩy khoảng là 3 lần đi, được chưa? Ok, chị Oanh tí em gọi cho nhá. Đúng rồi. Em ơi, mẹ chồng chị thói hóa cuộc sống lưng phải làm gì và uống thuốc gì ngoài thuốc tây không em? Nói chung là những cái quy trình em chia sẻ đấy các chị
bị thoái hóa đúng không ạ? Bị thoái hóa thì ví dụ như mà bị thoái hóa này hay là bị bất cứ một cái gì, cái quy trình chăm sóc sức khỏe em chia sẻ nó rất là đúng đấy các chị. Rồi bởi vì em lấy nghiên cứu rất là nhiều rồi, có rất là nhiều người họ đang bị vấn đề về sức khỏe đúng không ạ? Chị cho mẹ chị làm thải độc cà phê này, rồi làm những cái bước tẩy sỏi gan xúc ruột bằng muối biển, phải cho cơ thể nó bớt axit đi chị nhá, nó bớt độc tố đi. Được chưa? Rồi là thứ nhất này, cái thứ hai là nếu mà được thì nên đầu tư cho cô cái bình nước kiềm chị Thủy nhá. Chị Đàm Thủy nhá, cô chị có thể đầu tư cho cô bình nước kiềm, bởi vì nếu như mà bây giờ hàng ngày uống cái nước axit vào đúng không chị, thì cái cơ thể của mình nó phải kiềm hóa lại cái nước axit đó bằng cách nó lấy canxi và xương canxi và khoáng chất ở trong răng và trong xương để nó kiềm hóa lại, nên là càng ngày răng và xương của mình nó sẽ càng yếu đi. Nên là cái thứ hai mà chị cần ưu tiên đó là cho cô sử dụng về nước kiềm, rồi uống nước ép này chị nhá, uống nước ép rau này chị, rồi bổ sung những cái dinh dưỡng cơ bản như viên thải độc tế bào này, omega chị nhá. Đó. Rồi nên uống nước nước ép rau nữa chị ạ. Đó. Rồi có những cái sự vận động cho nó phù hợp. Rồi đi bộ hàng ngày thôi đúng không? Đi đi bộ này, nói chung là nên có những cái sự vận động. Cái đó là cái quy trình chăm sóc da dành, nghĩa là chăm sóc sức khỏe dành cho tất cả các vấn đề về sức khỏe luôn đó các chị, về loại bệnh kể cả là ung thư các chị nhé. Vì thực sự á, thì ung thư Lý chia sẻ khá là nhiều những cái liên quan, nhưng về những cái mà để chữa ung thư thì mình rất là ít chia sẻ, bởi vì tất nhiên là mình cũng không phải là bác sĩ đúng không ạ, mình là người đi gọi là tham khảo những cái cách mà chăm sóc sức khỏe tự nhiên, mình tổng hợp từ những người họ đã áp dụng có kết quả rồi thì mình chia sẻ với các anh chị, nên là các anh chị có thể tham khảo kỹ hơn để mà mình áp dụng nhé. Nhưng tất cả mọi mọi loại bệnh các chị cứ theo cái quy trình đó, đầu tiên là hãy thải độc và sau đó là dinh dưỡng chắc chắn luôn các chị. Thêm một cái nữa đó là có thể thay đổi cái tư duy của mình nhé, nó sẽ đỡ đi rất là nhiều đấy chị Thủy nhé. Đó. À, nông dân hả, nông dân nên vất vả hả chị? Nói chung các chị thì bây giờ đúng không, nhiều khi cũng em nếu như vậy thì cũng không, nghĩa là nó vẫn sẽ là một cái quy trình như vậy, vì cũng rất là nghĩa là những người là cũng rất là muốn làm những cái giống như Lý chia sẻ đấy, nhưng thực sự là không có thời gian, nên là thì bây giờ trong khả năng của cô á, trong thời gian của cô đúng không, nghĩa là trong cái khoảng thời gian của cô, trong cái khả năng của cô có thể làm được cái gì thì chị cứ cho cô làm cái đó chị nhé. Nói chung là mình làm nó sẽ hơn là không làm chị Thủy ạ. Nhưng cái đầu tiên phải có đó là thải độc cà phê và cái nước kiềm và nước ép, chị làm chị đầu chị ưu tiên ba cái đó cho em chị nhé, là thải độc cà phê, có cái nước kiềm để cho cô sử dụng và nên cho cô uống nước ép hàng ngày chị ạ. Nhá chị nhá. Nước ép thì chị hãy tìm hiểu những cái loại nước ép mà nó những cái loại rau đúng không, mà nó có hàm lượng nó có cái hàm lượng canxi tự nhiên đó các anh chị nhá. Và nếu mà cô đang uống sữa bò hay là những cái sữa công thức thì tốt nhất là dừng đi chị nhá. Đúng rồi nhá. À chị nào mà với cái máy rửa mặt này á nha, em lý chị em lấy nhắc lại nha, để mà hướng dẫn cho các chị được mua máy chính hãng này các chị. Nếu như mà các chị muốn mua trên web á, thì các chị cứ nó cái trang web của công ty, nó có một cái trang web là nuskin.com, đó là trang web chính hãng, nghĩa là mình mua hàng ở đó công ty họ sẽ chịu trách nhiệm của mình khi mà mình mua đúng cái sản phẩm ở Việt Nam các chị nhé. Là máy nó có bị làm sao thì trong 2 năm á, là các chị cứ gửi lại, các chị liên hệ công ty gửi lại, công ty họ sẽ đổi máy mới cho các chị. Còn không thì các chị có thể mua qua thông một cái nhà phân phối, ví dụ như Lý cũng vậy, Lý là một nhà phân phối của cái máy này đúng không ạ, thì thực ra thì Lý bán giá hơn 6 triệu cũng được, nhưng mình thì mình muốn bởi vì mình thấy nó cũng cao nên là thôi Lý hỗ trợ mọi người thôi, Lý thì có hỗ trợ mọi người mua giá gốc nhà giá nhà phân phối, thì nếu mà ai cần thì cứ liên hệ với Lý, còn không thì mọi người cứ lên trang web mua cũng được nhé. Rồi tẩy trang, ôi xong rồi đó các chị, là cái bước làm sạch là hàng ngày thì Lý chỉ làm là tẩy trang và rửa mặt, còn thêm còn ví dụ một tuần thì Lý sẽ thêm một một bước là cái về tẩy tế bào chết đó, bởi vì cái tế bào chết của mình nó là cái tế bào sừng đó các anh chị đó, thì nếu mà nó được sản sinh ra liên tục luôn mà, nên là mình sẽ hỗ trợ, mình sẽ phụ cho cái da của mình nó đã có cái cơ chế tự bong sừng rồi, nhưng mình sẽ hỗ trợ để mà mình lấy bớt đi cái sừng đó cho da của mình nó được đẹp hơn chị nhé. Da mặt em đẹp quá, cảm ơn chị Kiều Tiên nhé. Ôi rất
Đấy, các chị cứ chăm sóc như em Lý chăm sóc thôi. Đó, em làm thì em chia sẻ hết các chị, da của em ngày trước thì nó cũng hay bị mụn ẩn nữa các chị. Không, thực ra thì da của em cái vùng chữ T này nó vẫn có mụn ẩn đấy. Có thể là trên điện thoại các chị không thấy rõ, bởi vì da da hỗn hợp của các chị cái vùng chữ T này nó hay bị mụn ẩn lắm. Nhưng thật sự là nó đỡ đi nhiều kinh khủng các chị. Em Lý nhớ ngày xưa đi học nó bị đen nguyên cái mũi này này, nghĩa là những cái mụn đầu đen đấy các chị, nó cứ đen đen nhiều kinh khủng khiếp luôn ấy. Nặng, nó không có thấm thía vào đâu cả, là do da mình nó bẩn lắm, nó nhờn quá mình không biết. Mai chị thải độc. Ok, chị Thủy cho cô làm đi chị ạ. Còn thực sự nếu như mà làm thải độc cà phê nó có cải thiện cho cô xương hay cho cô hay không đúng không ạ? Nghĩa là nó có nhưng nó không đủ đâu chị. Em nói thật nhá, nó có nó nhưng nó không đủ đâu chị ạ. Chị nên có, thứ nhất là nó có nhưng nó chỉ là một phần thôi chị ạ. Nó sẽ không có quá nhiều, chị nên làm thêm những cái mà em chia sẻ nữa, hoặc là ít nhất chị làm ba cái nhé. Đó là làm thải độc cà phê cho cô này, cho cô sử dụng nước kiềm, đúng không? Nước kiềm thì có thể là bình cầm tay, hoặc là có điều kiện thì mua nguyên cái bình là lớn cho gia đình cũng được. Còn với lại là chị cho cô, nên cho cô uống nước ép mỗi ngày chị nhé. À, cái này là cái kem dưỡng buổi tối Lý dùng. Cái kem dưỡng này là kem dưỡng ẩm thôi các chị, chứ không phải là kem dưỡng trắng đâu nhé, bởi vì mình cũng không phải là người da trắng. Mà ý là mình sẽ chỉ dưỡng ẩm cho cái da của mình nó có cái độ ẩm thôi đấy, nghĩa là mình cứ tập trung vào nên dưỡng ẩm đi các chị, cho dù là dưỡng trắng nhưng cũng nên có cái thành phần dưỡng ẩm ở trong đó, hay là trị nám cũng vậy các chị nhé, cũng nên có cái thành phần dưỡng ẩm ở trong đó ha. Còn nếu mà các chị nào mà quan tâm đến những cái sản phẩm mà Lý dùng ấy thì các chị có thể là cứ để lại số điện thoại để Lý hỗ trợ, còn không thì cứ liên hệ với Lý là số là 0967937564 nha. À đây, đây cái này á, Lý khuyên mọi người nhá, nên đây là một trong những cái nữa mà mọi người nên ưu tiên đầu tư. Có thể các chị chưa xài kem dưỡng cũng được, bởi vì ngày xưa Lý chưa có dùng kem dưỡng nhưng Lý đã dùng cái này rồi, đó là cái chống nhăn cho mắt các chị ạ. Chống nhăn cho mắt, chống hay là ở những cái khóe miệng này, hay là trên trán, nếu như mà ai hay phải làm việc sổ sách nhiều á thì hay bị nhăn ở hai cái đầu trán này đúng không ạ, hai cái đầu chân mày này, thì các chị rất rất là nên đầu tư một cái loại kem chống nhăn cho mắt mà hãy xịn vào các chị. Vì thông thường kem chống nhăn cho mắt xài rất là tiết kiệm đúng không ạ, như kem dưỡng thì mình bôi cả mặt, nhưng kem chống nhăn á thì mình chỉ bôi một vài cái điểm cơ bản thôi. Trên mặt của mình nó hay bị, ví dụ như cái chỗ bọng mắt này, đặc biệt là ai bị bọng mắt các chị xài cái này đi đỡ kinh khủng khiếp luôn đấy, hay là những cái nếp nhăn nó cũng giảm đi cho mình ha. Đó, cái kem chống nhăn cho mắt là một trong những cái mà các chị cần phải đầu tư, và nếu mà đã đầu tư rồi thì hãy đầu tư một cái nó tốt tốt xíu nhất, nó thật là xịn vào các chị ạ. Bên này hơi nhiều thì cho qua đây bớt. Đó, vì da ở cái vùng da mắt của mình các chị là cái vùng da mà mỏng nhất trên cơ thể, và mình hay cười đúng không ạ, mình hay cười thì nó là một trong những cái vùng da dễ nhăn nhất trong cơ thể. Chỉ ví dụ nguyên cái da mặt của mình rất là căng, nhưng chỉ cần mình cười nó có vài cái nếp nhăn thôi là trông mình đã tự nhiên nó kéo mình xuống già đi rất là nhiều luôn các chị ha. Thế là mọi người cố gắng nhé, đấy mọi người, mình nên đầu tư một cái kem kem chống nhăn đấy. Lý là mấy cái kem, mấy cái ví dụ như sữa rửa mặt hay này này kia thì Lý không nói, nhưng riêng kem chống nhăn thì Lý khuyên là mọi người rất rất là nên đầu tư, mà đã đầu tư thì hãy đầu tư một cái loại thật là xịn vào đó. Vì kem chống nhăn thông thường á, loại xịn thì xài nó mới hiệu quả, và thông thường nó dùng nó tiết kiệm lắm mọi người ạ. Một tip này thì chắc cũng phải xài đến cả một nửa năm, hoặc là 7, 8, 9 tháng gì đó. Phải 9 tháng là lâu lắm, Lý dùng lâu lắm rồi đấy. Vì mỗi ngày mình chỉ bôi như vậy thôi. Còn ban ngày nếu mà ai mà siêng nữa thì bôi ban ngày, còn không thì mình cứ bôi vào buổi tối như thế này thôi. Nhưng nhớ là tối nào cũng bôi hết mọi người nhé, thì nó sẽ chống nhăn cho mình rất là hiệu quả luôn. Hello chị Minh Quân, làm thải độc cà phê mà bị đau bụng hả chị? Nghĩa là đau, nếu như mà đau trong lúc truyền thì là bình thường, còn nếu mà đi vệ sinh xong mà bị đau bụng thì có thể là do phân nó chưa ra hết thôi các chị. Đúng, kiểu là cái khi mà mình làm thải độc cà phê các chị, là mình đưa cà phê vào là cái nhu động ruột của mình nó sẽ tốt hơn, nghĩa là nó sẽ mạnh hơn, cái ruột già của mình nó sẽ co bóp để những cái phân thừa này, phân đóng khối nó được bong tróc ra đúng không ạ, và nó được đưa ra bên ngoài.
Nhưng có các chị biết là những cái cô chú càng lớn tuổi luôn, là như bố mẹ của mình ở dưới quê các chị thì sống bao nhiêu năm rồi, và thông thường thì người ta đúng kiểu là không có để ý kỹ về ăn uống như ngày xưa đúng không anh chị? Ngày xưa thì ăn gì cho nó no thôi, còn mình bây giờ các anh chị là cũng không phải là ăn cho ngon, mà bây giờ mình là ăn cái gì cho nó khỏe các anh chị ha. Ngày xưa là người ta ăn cái gì cho no, cho nó ngon miệng thôi, họ chưa quan tâm đến chăm sóc sức khỏe, nên có thể là cái dinh dưỡng của họ không được tốt, cái độc tố nó tích tụ trong người rất là nhiều, nên là những cái phân đóng khối khi mà mình đưa vào nhưng nó chưa có ra được, có thể nó đã được bong tróc ra nhưng nó đang bị kẹt ở bên trong, hoặc là mình đi vệ sinh chưa có kỹ. Thì để xử lý cho cái đó thì thứ nhất là chị có thể nói chú là đi vệ sinh kỹ hơn chị nhé. Đi vào trong toilet thứ nhất là nhớ là ngồi thẳng lưng và cứ xoa bụng liên tục như này này, bên này bên phải nha, bên này bên phải của em Lý này, đó, bên phải như này, cứ xoa bụng trong lúc đi vệ sinh nhá, xoa bụng từ bên phải sang bên trái, và cứ cho dù là đã xả hết nước rồi, đã xả hết nước cà phê hết phân rồi nhưng cảm thấy vẫn còn chưa thoải mái thì cứ ngồi tiếp xoa một hồi khoảng 3 đến 5 phút. Nếu như mà nó ra được, nó ra liền luôn và chắc chắn nó ra được là cảm thấy thoải mái cực kỳ. Và thông thường những cái phân mà nó ra phía sau các anh chị nó rất là khó chịu, nghĩa là nó rất là tanh hôi và thông thường nó đen rồi nó giống cái mảng nhầy nhầy ấy, rất là kinh khủng. Còn nếu như mà chị đã cho chú massage cái bụng rồi đúng không ạ, mà chú vẫn ra chưa ra được thì có thể là những cái phân đó nó vẫn đang bị kẹt ở bên trong, nó chưa thể nào nó ra được, có thể là do cái đại tràng của nó có nhiều những cái nút thắt này, hay là nó gồ ghề quá, độ nó nhỏ, nó cứng quá chưa ra được. Thì chị cứ cố gắng cho chú làm và kết hợp là cho chú ăn những cái loại thực phẩm nó hỗ trợ nhuận tràng, ví dụ đu đủ này, khoai lang này, hoặc uống nước ép chị nhé. Thế là mình làm thải độc cà phê ở phía dưới nhưng mình cũng ăn uống hỗ trợ từ phía trên, thì chắc chắn những cái phân đó nó sẽ từ từ được đẩy ra, thì nó sẽ đỡ đi cho rất rất là nhiều luôn chị, quan chị nhé. Đó, mọi người nhớ ha. Đúng rồi, nếu mà mọi người làm thải độc cà phê thông thường á, có vấn đề gì á thì các chị có thể là mọi người cứ đặt câu hỏi trên này, Lý sẽ hỗ trợ cho nha. À, máy Galvanic là chị không chị ạ. Máy Galvanic thì một tuần em cũng chạy 2 lần, thì em cũng chia ra, ví dụ như ngày nào mà em tẩy tế bào chết á, thì em sẽ không chạy Galvanic, rồi ngày nào mà chạy Galvanic thì em lại ý là mình chỉ làm sao để cho tẩy trang rửa mặt với thêm một cái bước nữa, hoặc là ngày nào tẩy trang rửa mặt hoặc đắp mặt nạ chẳng hạn, nghĩa là mình chia ra như vậy á chị ha. Cái nào mà cứ một tuần làm 2 lần thì Lý sẽ chia ra để cho nó mình dưỡng nó được nhanh hơn, nó không tốn quá nhiều vào thời gian cho cái việc mà mình chăm sóc da nhưng nó vẫn đạt được hiệu quả các chị em, vì mình cũng có nhiều việc khác phải làm nữa nhá. Ok chưa, ai cần hỗ trợ thì cứ để lại số điện thoại nhé. Còn bây giờ thì Lý đã dưỡng da xong rồi thì chắc là Lý sẽ kết thúc livestream đây. Nó có một số chị nhắn tin rồi có để lại số điện thoại cần Lý hỗ trợ này, thì Lý sẽ hỗ trợ cho mọi người nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã cùng Lý làm đẹp. Mọi người nhớ nhé, ai chưa làm đẹp thì mọi người hãy lấy đồ nghề của mình ra. Nói chung là mình có cái gì thì mình cứ làm, nhưng mình phải làm chứ mình đừng có không làm các chị nhé. Bởi vì sau này da xấu thì chắc chắn là mình nhìn người khác da đẹp mà da mình không được đẹp các chị là mình tủi thân lắm, buồn lắm nha. Bye bye mọi người. Ok, chưa tắt à?